Giật mình với 8 sai lầm tai hại đến sức khỏe khi dùng ấm đun nước siêu tốc, dừng lại ngay, kẻo hối không kịp. Hân hạnh kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video. Thưa quý vị, bình đun siêu tốc là một thiết bị rất quen thuộc đối với gia đình Việt bởi sự nhanh chóng, sự tiện lợi của sản phẩm đem lại. Tuy nhiên, người dùng thường mắc phải một số sai lầm tai hại khiến cho bình nhanh hư hại. Đó là những sai lầm gì? Hãy cùng tìm hiểu thêm trong video này nhé! Giật mình với 8 sai lầm tai hại đến sức khỏe khi dùng ấm đun nước siêu tốc, dừng lại ngay kẻo hối hận không kịp. Có những thói quen tưởng chừng như vô hại khi sử dụng bình đun siêu tốc, nhưng thực tế lại là những nguyên nhân khiến cho sản phẩm nhanh hỏng mà nhiều người vẫn hay mắc phải. Cùng điểm qua 8 lỗi sau đây nhé! Thứ nhất, nấu nước liên tục. Nhiều người đã sai lầm khi cho rằng nấu nước liên tục sẽ tiết kiệm được nhiên liệu khi ấm đang nóng sẵn. Nấu nước liên tục khiến cho mâm nhiệt của ấm nóng quá, dẫn đến bị cháy rất nhanh. Tốt nhất hãy để ấm có một khoảng thời gian nghỉ giữa các lần đun để mâm nhiệt bên dưới nguội bớt. Nhiều trường hợp đun nước trong một thời gian dài, dơ le nhiệt sẽ tự động ngắt, làm ấm đun ngừng hoạt động. Dù có cắm phích điện vào nguồn nhưng không thấy đèn báo sáng, bạn cần phải chờ một khoảng thời gian để ấm nguội thì mới sử dụng tiếp được. Thứ hai, sử dụng bình đun siêu tốc để nấu đồ ăn. Hãy nhớ, ấm siêu tốc được sinh ra để đun nước chứ không phải là để nấu thức ăn như luộc trứng, nấu canh hay luộc thịt. Điều này sẽ khiến mỡ cặn thức ăn đóng vào thành ấm, từ đó làm giảm tuổi thọ sản phẩm. Không những thế, nấu ăn trong ấm siêu tốc cũng chưa chắc làm thực phẩm chín hẳn đâu. Thứ ba, đổ nước không đúng quy định. Mỗi ấm đun siêu tốc đều có vạch quy định lượng nước thấp nhất và cao nhất. Tuy nhiên, đôi khi ta chỉ cần nấu một ít mà nhiều người lại không đổ đủ lượng nước theo vạch, hoặc đổ lố vạch khi cần nhiều hơn, điều này rất dễ gây chập điện và cháy nổ. Thứ tư, đổ hết nước trong bình sau khi đun sôi. Sau khi nước sôi, chúng ta hay có thói quen đổ hết nước trong ấm ra. Việc làm này cần được bỏ ngay lập tức, bởi khi ấm nước sôi, mâm nhiệt vẫn tiếp tục sinh nhiệt dù công tắc điện đã tắt. Nếu không chứa lượng nước trong ấm, mâm nhiệt rất nhanh bỏng. Do đó, nên để khoảng 20ml trong ấm, đợi cho đến khi nguội hẳn rồi mới rút cạn. Thứ năm, để bình đóng cặn không vệ sinh sạch sẽ. Sau khi đun nước xong, rất nhiều người mắc phải lỗi này. Bạn có biết khi để nước dư lại trong ấm khá lâu, ấm bị đóng cặn sẽ làm giảm khả năng trao đổi nhiệt, nước sẽ sôi chậm hơn, cặn bẩn bám dày trên dơ le do nhiệt nhanh hỏng. Ấm đun nước tự ngắt khi nước chưa sôi. Cách vệ sinh bình đun siêu tốc cũng khá đơn giản. Bạn chỉ cần dùng giấm và nước theo tỷ lệ 1:1 rồi đổ vào khoảng 1/2 ấm và lắc nhẹ. Tiếp đó, sau đó đun sôi và để âm trong khoảng 15 đến 20 phút thì đổ đi, trắng lại bằng nước sạch là được. Thứ 6, không đậy kín mắt bình khi đun nước sôi. Hành động sai lầm này vừa gây tốn điện lại mất nhiều thời gian đun sôi nước hơn. Bình đun siêu tốc được thiết kế dơ le tự động ngắt nguồn điện chỉ khi nắp ấm đã đóng kín. Do vậy, nếu nước sôi mà không được ngắt điện sẽ gây ra nguy cơ cháy nổ, hỏng ấm là rất cao. Thứ 7, dùng chung ổ điện với các thiết bị khác. Để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, người dùng nên cắm nguồn điện của ấm siêu tốc vào một ổ riêng bởi loại ấm này có công suất khá cao. Ngoài ra, không nên cùng lúc vừa nấu nước, vừa nấu cơm điện, vừa bật bếp từ, bàn là và máy giặt, bởi các thiết bị điện này đều có công suất cao, có thể gây quá tải, tự động ngắt nguồn điện, thậm chí là cháy nổ. 8. Sử dụng nước còn thừa trong bình. Thói quen trữ nước đun sôi để nguội trong bình đun siêu tốc sẽ gây hại cho sức khỏe của bạn. Sau đó 2 tiếng, nước đun sôi để nguội sẽ sinh ra vi khuẩn gây hại và số lượng vi khuẩn tăng lên, gấp đôi so với lượng nước trong bình đun kín. Ngoài ra, nước bị mất một lượng lớn oxy khi đun sôi và để nguội lâu trong bình đun siêu tốc. Nếu uống nước này, bạn sẽ bị thiếu oxy cung cấp cơ thể. Vi sinh vật có lợi trong đường ruột không sinh sản và phát triển tốt, dẫn đến dễ mắc bệnh liên quan đến đường ruột như tiêu chảy và đau dạ dày. Kinh nghiệm chọn mua ấm siêu tốc an toàn, tiết kiệm điện và phù hợp với nhu cầu sử dụng. Ấm đun siêu tốc là một thiết bị gia dụng quen thuộc và không thể thiếu trong gian bếp, trong phòng khách của mọi gia đình hiện nay. Với sự phát triển của công nghệ thì ngày nay ấm đun siêu tốc không chỉ có chức năng làm sôi nước mà còn được trang bị nhiều tính năng mới cùng với sự đa dạng về mẫu mã, khiến cho sự lựa chọn của người dùng trở nên khó khăn hơn. Vậy, chọn mua ấm đun siêu tốc như thế nào sao cho an toàn, tiết kiệm điện và phù hợp với nhu cầu sử dụng? Hãy cùng chương trình tìm hiểu trong video dưới đây nhé! Thứ nhất, chọn dung tích ấm đun phù hợp với nhu cầu sử dụng.
dựa vào số thành viên trong gia đình và nhu cầu thực tế của mỗi người để bạn lựa chọn một ấm đun siêu tốc có dung tích phù hợp. Các loại ấm đun siêu tốc phổ biến có dung tích từ 2,2 đến 5 lít. Ấm đun có dung tích lớn, năng lượng điện tiêu thụ cũng lớn hơn. Chính vì vậy, bạn cần chọn loại bình vừa với nhu cầu của gia đình mình để tiết kiệm điện năng. Nếu bạn chọn không đúng dung tích sẽ ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm hàng ngày của bạn. Dung tích bình dưới 1,5 lít phù hợp với gia đình 2 người, sinh viên và nhân viên văn phòng. Dung tích bình 1,5 lít trở lên phù hợp cho gia đình có thành viên từ 2 đến 4 người. 2. Chất liệu ấm đun. Các loại ấm đun siêu tốc ngày nay chủ yếu được sản xuất từ các loại nhựa tốt, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sản xuất nên không gây ra độc tố. Khi chọn mua, bạn nên xem kỹ thông tin sản phẩm trước khi mua, nhất là thành phần nhựa. Khi sử dụng, bạn cũng nên tuân thủ hướng dẫn sử dụng của đồ dùng. Ấm đun có chất liệu vỏ bằng nhựa, nhẹ, bền và trang trí đẹp mắt nhưng dễ bị cháy xước. Ấm đun có chất liệu thủy tinh, sang trọng và sạch sẽ, nhìn được mực nước bên trong, nặng và dễ vỡ. Vỏ bình bằng inox, chịu lực tốt, dễ dàng vệ sinh và bảo quản, cho phép đun sôi nhanh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên trong quá trình đun, bình sẽ dễ bị nóng và dễ bị bỏng khi chạm vào. Bình thiết kế hai lớp, thân bình bằng nhựa. Lớp trong được thiết kế bằng thép không gỉ, đun sôi nhanh, chống bỏng, cách nhiệt và giữ nhiệt lâu. Thứ ba, đế tiếp điện và đế tiếp nhiệt là một yếu tố quan trọng cần tham khảo kỹ. Một yếu tố quan trọng tiếp theo mà bạn cần nên lưu ý đó là chọn ấm đun có đế tiếp điện và đế tiếp nhiệt phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình và các thành viên trong gia đình. Có 3 loại đế tiếp điện. Đế tiếp điện loại phổ thông. Loại này đạt chuẩn an toàn về điện, độ bền để sản xuất đạt chuẩn, có tuổi thọ vừa phải. Có thể kể đến bình đun như các hãng Comet, Sunhouse, Kangaroo sử dụng loại đế tiếp điện này. Đế tiếp điện loại trung cấp. Ấm đun siêu tốc có đế tiếp điện loại trung cấp thường đạt chuẩn an toàn về điện và độ bền để sản xuất, có khả năng chịu đựng được số lần hoạt động cao hơn loại phổ thông, có thể kể đến các hãng như Panasonic, Sanyo. Đế tiếp điện loại cao cấp. Ấm đun siêu tốc có đế tiếp điện loại cao cấp đạt chuẩn an toàn và độ bền từ Đức, độ bền cực kỳ cao, có khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác. Bạn có thể dễ dàng nhận ra loại bình đun sử dụng loại đế tiếp điện cao cấp này như Support, Philips. Thứ tư, chọn công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng. Các loại ấm đun siêu tốc ngày nay có công suất càng lớn thì thời gian đun sôi càng nhanh, từ 5 đến 7 phút, tùy lưu lượng nước và công suất. Chính vì vậy, lượng điện tiêu hao sẽ không đáng kể. Thứ năm, các tiện ích khác. Đèn báo. Dưới thân bình đun thường được trang bị đèn báo hiệu, khi cắm điện vào đèn sẽ sáng và báo hiệu cho ta biết bình đang hoạt động. Khi nước sôi thì đèn tắt báo hiệu quá trình đun nước kết thúc. Lưới lọc cặn. Ở miệng rót nước của bình có lưới lọc giúp giữ lại cặn, bảo vệ nguồn nước rót ra sử dụng được sạch hơn, vệ sinh và an toàn hơn. Cột hiển thị mực nước. Bình siêu tốc được thiết kế cột hiển thị mực nước ngoài thân bình, dễ quan sát cho bạn và theo dõi được mực nước và quá trình nấu nước được dễ dàng hơn. Chức năng giữ ấm. Một chức năng rất hữu dụng khác của bình đun siêu tốc là khả năng giữ ấm của bình. Khi nước đã được đun sôi, bạn chỉ cần bấm nút giữ ấm, bình sẽ giữ cho nhiệt độ của nước tầm khoảng 85 độ C, đảm bảo cho bạn luôn có nước ấm sử dụng khi cần. Khóa vòi nước chống trào khi bình bị ngã. Một số bình được trang bị khóa vòi nước nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng. Nút khóa tích hợp trên nắp bình, ngăn ngừa tràn ra kể cả khi bình bị nghiêng hay ngã đổ. Khi rót nước nóng, người dùng chỉ cần một thao tác nhấn nút khóa để mở khóa vòi nước. Sau khi rót nước, cần nhấn nút khóa để đặt lại khóa vòi nước. Như thế sẽ đảm bảo trẻ con không bị bỏng khi không có người lớn giám sát. Chế độ tự ngắt điện. Tất cả các bình đun siêu tốc đều có chế độ tự ngắt điện khi nước sôi, tiết kiệm điện và tiện dụng. Ngoài ra, bình còn có khả năng ngắt điện khi cạn nước, đảm bảo an toàn cho người dùng. Chế độ giữ ấm. Nhiều loại bình đun có chức năng giữ ấm để người dùng sau khi đun sôi nước vẫn giữ được nước trong bình còn ấm qua thời gian dài và dùng lại khi cần thiết. 6. Chọn tính năng phù hợp với nhu cầu sử dụng. Đáp ứng nhu cầu đa dạng của đại đa số người dùng, ấm đun siêu tốc ngày nay có rất nhiều loại với nhiều tính năng khác nhau. Từ loại bình đơn giản chỉ có chức năng đun và làm sôi nước, giữ ấm nước, đến những loại bình cao cấp đắt tiền, có bảng điều khiển điện tử, nhìn khá hiện đại và bắt mắt.
Tuy nhiên, bạn chỉ nên chọn loại bình với những tính năng cần thiết với nhu cầu sử dụng của bản thân và gia đình. Đa số các ấm đun siêu tốc ngày nay đều động ngắt khi nước cạn hết hoặc đang sôi. Các loại bình cao cấp đắt tiền còn được trang bị tính năng hẹn giờ giúp bạn không phải chờ đợi nước sôi. Nhưng nếu bạn thường xuyên ở nhà và sử dụng một cách liên tục thì bạn có thể bỏ qua loại bình có tính năng này mà chỉ chọn các loại bình có nút để đun sôi nước nhanh chóng ngay khi cần sử dụng. Một vài lưu ý nhỏ khi sử dụng và bảo quản. Đã biết cách chọn mua ấm siêu tốc và chọn được cho mình một chiếc ấm ưng ý rồi, chúng ta còn cần lưu ý sử dụng đúng cách để ấm được bền. Ngoài những thông tin được ghi rõ ở hướng dẫn sử dụng của sản phẩm, dưới đây là một số lưu ý nhỏ khi sử dụng ấm siêu tốc. Thứ nhất, không đun nước bằng ấm siêu tốc nhiều lần liên tiếp. Điều này làm mâm đế của ấm quá nóng, dẫn đến vỏ bọc dây điện bị chảy và gây chập điện, cháy mâm đế. Bên cạnh đó, như đã nêu ở trên, chất liệu bình ấm có thể có những biến đổi hóa học trong quá trình tiếp xúc quá lâu với nước nóng trong thời gian dài, dẫn đến ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Thứ hai, lưu ý đổ mực nước theo quy định vạch min, max của ấm. Mực nước quá ít sẽ làm cháy bình, mực nước quá cao có thể gây tràn bình khi nước sôi, nước chảy xuống mâm có thể gây chập điện rất nguy hiểm. Thứ ba, luôn giữ phần mâm đế tránh xa nơi ẩm ướt. Thứ tư, không đổ cạn nước khỏi ấm ngay sau khi nước sôi. Sau khi bạn đổ hết nước đã sôi ra khỏi ấm, mâm nhiệt của ấm vẫn tỏa nhiệt. Vì vậy, khi rót nước vào phích, bạn nên để lại khoảng 15ml nước. Chờ khi mâm nhiệt nguội hẳn, hãy làm cạn nước trong ấm. Như vậy, ấm sẽ nhanh nguội và mâm nhiệt sẽ bền hơn. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là video chỉ ra 8 sai lầm phổ biến khiến ấm siêu tốc tốn điện, nhanh hỏng. Mong rằng những thông tin trên bạn có thể sử dụng bình đun siêu tốc của mình một cách bền bỉ hơn, an toàn hơn nhé. Kênh Ăn Sạch Sống Khỏe xin khép lại video tại đây. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo của chương trình.